xích ngao tuyết nhìn nhạc thành lạnh nhạt nói chính là trong mắt đã xuất hiện một ít khủng hoảng phải không người uy hiếp ta ư ừ. nhạc thành lãnh đạm nhìn xích ngao tuyết cho dù thật sự xích thành chủ đến đây nhạc thành cũng không phải lo lắng thực lực của lang lễ không giới xích thành chủ sau đó chính mình đi đến huyền vũ sơn trần Vũ đại đế chính là cửu thiên huyền tiên để lúc đó xích thành chủ không làm gì được mình dựa vào tổ sư ra cùng trần Vũ đại đế giao tình tin tưởng trần Vũ đại đế sẽ không mặc kệ mình đâu nghĩ đến đây nhạc thành cũng không quá lo lắng nữa nhìn thấy ánh mắt của nhạc thành xích ngao tuyết không khỏi kích động hẳn lên đối phương chính là địa tiên sơ kỳ mà thôi nhưng ánh mắt sắc bén kìa cũng làm cho lòng người run sợ người dẫn ta đi ra ngoài sự tình trước kia coi như xong nói cách khác người giết ta người cũng phải chết không thể nghi ngờ gì xích ngao tuyết cất tiếng nói trong giọng nói có chút uy hiếp nhạc thành nhìn xích ngao tuyết nữ nhân này không giết thì phiền toái rồi người còn đang suy nghĩ cái gì nếu người cứu ta ra ngoài, ta nhất định báo đáp, bằng không người chở tiền đạo liên minh truy nã đi. Sinh Ngào Tuyết nhìn Nhạc Thành không nói gì, nghĩ đến Nhạc Thành có chút dao động. Sinh Ngào Tuyết, người không đến uy hiếp ta, người nếu cầu ta, có lẽ ta hào hào cứu người một mạng, nhưng hiện tại người còn dám uy hiếp ta ư, ừ. chẳng lẽ người nghĩ rằng ta sợ người sao? Nhạc Thành nói xong nhìn Sinh Ngào Tuyết, khuôn mặt âm trầm mang theo nụ cười tà ác. Nhìn Sinh Ngào Tuyết trở mắt nhìn Nhạc Thành vọt tới, cả người không thể đứng dậy, nàng mới biết được uy hiếp của nàng đã chọc giận đối phương. Nếu bình thường nàng không thèm để ý một tên địa tiền sơ kỳ, nhưng hiện tại cả người nàng vô lực, căn bản không phải là đối thủ của hắn. Khẽ căn rằng, sinh ngào tuyết sắc mặt đại biến, đổ ra vẻ hoảng sợ, cùng cực mà nói. Người muốn điều gì? Nhạc thành không đáp lời, trong tay thủ ân biến hóa, hai tay xuất hiện một mảnh thành màng hướng tới xích ngào tuyết cuốn quanh. Trên nhạc thành đi tới bên cạnh xích ngào tuyết, thì nàng ta đã bị thành mạng bảo lấy, cả người không thể nhúc nhích, ánh mắt sợ hãi nhìn Nhạc Thành. Ta muốn làm cái gì? Chính là muốn làm một chút chuyện tình cực sắc đạo nhân chưa làm xong mà thôi. Ta thấy ngươi thì nên làm sao bây giờ nhỉ? Nhạc Thành ta ta ma cười, hai tay nhằm vào khu vực ngạo nhân của dịch ngạo tuyết xòa bóp. Theo trương ngực đến Ngọc Mông, sau đó đến Ấn Khu. Bản thân của Nhạc Thành tựa hồ không giải hận, tiếp tục cởi hết quần áo, lột cả thịt ra. Đàn già trăng như bỡ dề dịu dàng, phát quang thanh khiết vô cùng người dám hiếp ta cho dù người là la thiên thượng tiên là tiền nữ thì thế nào chứ nhạc thành trong lòng hả giận đây chính là tiền nữ đấy già thật là bóng loáng dục cảm cũng không sai so nắn tận một canh giờ xích ngào tuyết nhớ kỹ lần sau đừng uy hiếp ta sợ nữa hôm nay trong sơn động này hết thảy người dám nói ra ta sẽ đem người lột sạch Đến lúc đó cả nam nhân tiền bà giới đối với người đều có hứng thú đấy lúc này xích ngào tuyết giống như là không biết nhạc thành đang nói cái gì đôi mắt đẹp tựa hồ mất đi sắc thái, cả người đờ đẫn ngu ngơ, giống như thất hồn vậy. Nhớ cho kỹ, hết thảy phải giữ bí mật, nếu không người sẽ biết. Nhạc thanh thản nhiên nói, trong thanh nhịn không được nhằm bộ ngực của xích ngào tuyết sờ loạn một ven. Lúc này xích ngào tuyết đã đờ người ra, hai mắt thất thần, sắc mặt trắng bệch, Tựa hồ không có phục hồi tinh thần lại. Quên đi, ta còn cứu người ra ngoài trận này. Nhạc thanh khống chế được tà niệm trong lòng, sơn động này không an toàn, chính mình cũng không biết bọn làng lễ ở địa phương nào. Về phần lang lễ cùng diễm ma, đám người thanh đồng, nhạc thành cũng không lo lắng. Thực lực của lang lễ cả cự nhạc thành cũng không có người nào có thể làm gì được. Thực lực diễm ma cũng không yếu, tại mê phụ tùng lâm tự bảo vệ mình cũng không thành vấn đề. Nhạc thành đem xích ngao tuyết trực tiếp thu vào trong dẫn chữ vật, thu thập sơn động hết thảy, sau đó cũng ly khai khỏi sơn động. Cực sắc đạo nhân đã chết rồi, bố trí cấm chế ở trong sơn động cũng tự nhiên mất đi tác dụng. Ly khai sơn động, dựa theo nguyên thần trí nhớ của cực sắc đạo nhân nhạc thành đi ra bên ngoài dọc theo đường đi ngẫu nhiên đụng phải mấy thiền tiền cùng thiền ma đều bị nhạc thành xảo rượu né tránh mà ngày thứ ba nhạc thành cảm ứng được chỗ của lang lễ cùng diễm ma đám người thanh đồng tìm được mọi người rồi nhạc thành lúc này mới thở dài một hơi nhẹ nhõm chính bản thân lúc này mới xem như tạm thời an toàn chủ nhân lão ba năm người lang lễ thanh đồng diễm ma mấy ngày nay ở trong trận tìm kiếm nhạc thành, kết quả không có tìm được, chính mình ngược lại đều không ra được. Chúng ta ra ngoài nói sau. Nhạc thành nhìn mọi người rồi nói, nhìn thấy tất cả mọi người không có việc gì, trong lòng cũng yên tâm hơn. Một ngày sau, mọi người ra khỏi trận pháp tới một chỗ khe sâu, xung quanh xương vụ tràn ngập, cho dù là nhạc thành thi triển pháp lực cũng chỉ có thể thấy rõ 3.000 thước xung quanh và thôi. Chủ nhân, người làm thế nào đem nha đầu kia mang ở tại trên người? Bên khe sâu, nhạc thành cầm trữ vật giới chỉ của xích ngào tuyết ném xuống đất nhất thời làm cho đám người lang lễ cùng diễm hoa hoàng sợ không biết chủ nhân làm như thế nào đem là tiền thượng tiền biến thành bộ dáng hiện tại nhất thời tất cả mọi người đều kinh ngạc nhìn nhạc thành chúng ta đi thôi rời đi rồi nói sau nhạc thành không có để ý ánh mắt của mọi người hiện tại hắn muốn rời khỏi mê vụ tùng lâm lúc này tiên đạo liên minh cùng ma đạo liên minh cũng đã đi tìm cực đạo xác nhân chủ nhân Nhà đầu kia chính là nữ nhi của cực nhạc thành thành chủ. Chẳng lẽ chúng ta... Làng lễ nói. Trong mắt là một đạo sát ý. Lăng lễ cũng không để ý cái gì là tiên đạo liên minh cùng cực nhạc thành thành chủ. Mặc kệ là ai, chúng ta hiện tại đi thôi. Làng lễ chưa nói hết. Nhạc thành liền chặn ngang lời của lăng lễ. Nữ nhân này, nhạc thành cũng không quản. Đem nàng mang ra đã là tiện nghi rồi. Sau khi do so dự một chút, nhạc thành cũng mở ra cấm chế xích ngào tuyết. Chúng ta đi. Nhạc thành nói xong, đi về phía trước năm người lang lễ nhìn thoáng qua xích ngào tuyết cũng biến mất ngay tại chỗ mọi người cũng mặc kệ xích ngào tuyết huống chi lang lễ vốn có ý muốn đánh chết xích ngào tuyết nhạc thành đừng để ta tìm được ngươi ta sẽ không bỏ qua cho ngươi đâu xích ngào tuyết thật lâu mới hồi phục tinh thần lại sau khi đứng dậy nhìn chăm chú vào địa phương nhạc thành biến mất lớn tiếng nói đáng tiếc đáng tiếc một chỗ trong rừng cây nhạc thành nhẹ giọng lắc lắc đầu không thôi chủ nhân người làm sao vậy chẳng đã ngươi luyến tiếc nhà đầu kia sao? Nhà đầu kia mặc dù có vài phần nhan sắc, nhưng cũng không thể để người nhớ mãi không quên được. Diễm Ma cười cười hỏi, không có gì. Nhạc thanh thở dài một hơi, trong lòng thầm tiếc, ầm dường kính, bảo vật kia uy lực cực lớn, chính là khó có được, chính là biết chiếm lấy bảo vật này, có thể rước lấy phiền toái lớn, cho nên nhạc thanh đối với bảo vật kia, nhớ mãi vẫn không quên. Chủ nhân, cực sắc đạo nhân cũng không biết trốn ở chỗ nào, chúng ta làm sao mà tìm được thu ma cất tiếng nói nhạc thành nói không cần quay lại chúng ta đi ra ngoài mê vụ tùng lâm đi chủ nhân chưa có tìm được cực sắc đạo nhân chẳng để chúng ta trở về như vậy sao vạn biến thiên ma cất tiếng hỏi đúng rồi thiên ma người vạn biến mà công có thể biến hóa bộ dáng chính mình hay không nhạc thành nhìn vạn biến thiên ma rồi hỏi vạn biến thiên ma mà, mà công tu luyện cực kỳ khó khăn người bình thường tu luyện trong một trăm người thành công một người mà thôi nhưng chủ nhân muốn tu luyện dễ dàng hơn nhiều. Vạn biến thiên ma nói ra, trong lòng không biết chủ nhân muốn tu luyện làm cái gì. Thế thì tốt quá, người trước tiên dạy ta đã, chờ ta học xong cũng có chút bảo đảm. Nhạc thành cao hướng nói, không thể nghi ngờ, nếu xích ngào tuyết đem chuyện chính mình đánh chết cực sắc đạo nhân nói ra, thì hắn cũng chỉ có thể trở thành đối tượng truy nã của tiền đạo điền minh cùng ma đạo điên minh. Đến lúc đó, hắn có thủ đoạn vạn biến thiên ma cũng an toàn hơn vô cùng nhiều bản thân của hắn chắc chắn một điều là như vậy. Cố thành vệ, đem ma công dạy cho ta cùng diễm ma, thú ma. Chúng ta hiện tại dễ dàng khiến cho hỗn thế mà vườn chú ý. Về sau chúng ta biến hóa một cái bộ dáng mới xuất hiện. Lạc lẽ nhìn vạn biến thiên ma, cố thành vệ mà nói. Điều này không thành vấn đề, chính là thay đổi một chút bên ngoài mà thôi. Bật quá đây chính là vạn biến ma môn bất bí truyền. Từ bỏ chủ nhân ra, thì các người tù luyện phải có pháp bảo lại đây mà đổi. Vạn biến thiên ma tà tà cười nói một chỗ trong sơn động vạn biến thiên ma cố thành vệ không hề giữ lại mà truyền cho nhạc thành làng lễ năm người diễm ma tù luyện vạn biến ma công tầm pháp khẩu quyết nhạc thành vì phòng bị nghĩ thầm học được đủ loại này thì về sau cũng an toàn hơn mặc dù ma công nhạc thành cũng không cần ở trong mắt của nhạc thành tù đạo không có chính ma chi phân đều là nghịch thiên đi mà thôi nhưng mà đạo tù luyện công pháp quá mức tàn nhẫn mà lang Lễ đầu bạc bắt đầu nghĩ đến cắt giấu thần phận mình như thế nào không thể để cho những người khác nhận ra bản thân cùng đám người thú ma. Ở huyền thiên nội lục, nguyên thần phần thần của hỗn thế ma vương bị tru diệt. Bản thể ở tiên ma giới tự nhiên không biết. Lục trực thú ma, diễm ma đều bị hỗn thế ma vương bắt được ở trong thần nông đỉnh. Hiện tại diễm ma cùng đám người thú ma xuất hiện ở tiên ma giới. Đến lúc đó, hỗn thế ma vương nhất định nhanh chóng sẽ tìm tới. Lúc này, tu luyện một ít thủ đoạn biến hóa cũng tốt. Tu luyện phản biến ma công cũng không phải rất khó, sau khi vạn biến thiên ma truyền xong khẩu huyết mọi người liền tìm một chỗ bắt đầu tu luyện lúc này thành đồng cũng nhàn rỗi không có việc gì cũng học một ít diệu pháp vạn biến ma công biến hóa nửa tháng sau mọi người đều đã cường giả cũng ít nhất nhiều lĩnh hộ được một ít diệu dụng của vạn biến ma công đơn giản biến hóa trở thành người khác cũng là dễ dàng đương nhiên thủ đoạn mọi người biến hóa cùng cố thành vệ kém xa vạn giảm, cố thành vệ hiện tại biến hóa núi đá cây cối đều có thể thực lực không thể phân chia. Chủ nhân, người nói là người đánh chết cực sắc đạo nhân sao, chiếm được trù tiền diệt mà kiếm quyết à? Nhạc Thành đem chuyện tình ở trong sơn động nói, tất cả mọi người cùng nghe. Làng đệ kinh ngạc nhìn Nhạc Thành mà hỏi, không sai, chính là trù tiền diệt mà kiếm quyết, cũng không biết mở ra như thế nào. Nhạc Thành đế ra ngọc giản ố vàng sắc mà nói, chủ nhân, nếu là như vậy, người không nên thả xích ngạo tuyết, hiện tại phiền toái lớn đấy. Lăng đệ thở dài một hơi nhìn Nhạc Thành rồi nói, Chẳng để người lo lắng, hắn nói ra chuyện tình ta đánh chết cực sắc đạo nhân sao? Nhạc thành hỏi. Không sai, chủ nhân đại khai cũng chưa biết trù tiên diệt ma kiếm quyết là vật gì đâu. Lăng lễ lại thở dài một hơi. Ta biết rõ ràng chứ. Bất qua tiền đạo liên minh cùng ma đạo liên minh đang tìm cực sắc đạo nhân, trù tiên diệt ma kiếm quyết này không phải là vật phàm. Nhạc thành chậm rãi nói. Kiếm quyết này được dưng chu tiên diệt mà kiếm quyết, hẳn là bất phàm rồi. Lăng lễ nhìn nhạc thành một cái rồi nói hơn cả bất phàm đấy, ta xem trên người cực sắc đạo nhân có tru tiên diệt mà kiếm quyết cũng chỉ có một ít người của tiên đạo Điền Bình cũng ma đạo Điền Bình biết, nếu không cả tiền bà giới chỉ sợ đều điên cuồng rồi. Làng lễ, chẳng lẽ tru tiên diệt mà kiếm quyết này có uy lực cực lớn như thế sao? Một bộ kiếm quyết mà có thể khiến cho cả tiền bà giới chấn động à? Nhạc thanh có chút kinh ngạc hỏi. Chủ nhân, người hãy trước tiền nghe ta nói đã, kiếm quyết này uy lực lớn vô cùng, ở trong truyền thuyết tiền bà giới. Chư tiên diệt mà kiếm quyết này chính là khắc tinh của tiền bạc yêu quái nghe nói ở thời kỳ viễn cổ có một vị đại năng sáng chế ra tổng cộng chỉ có một thức kiếm quyết nhưng một thức kiếm quyết này nghe nói có thể đem thị triển đến uy lực cực mạnh cho dù là tiên khí thần khí đều không thể đối kháng ngay cả hạo tiền tháp cùng thần đông đỉnh thần khí như vậy cũng không biết có thể đối kháng được hay là không làng lễ chậm rãi nói cho nên chủ nhân thả xích ngạo tuyết đến lúc đó chuyện người đánh chết cực sắc đạo nhân truyền ra ngoài thì người vì tu tiên diệt ma kiếm quyết sẽ không bỏ qua chủ nhân đâu Lăng lẽ lo lắng tiếp tục nói thời kỳ viễn cổ đại năng sáng chế đợi hại như thế sao nghe được lặng lễ nói chuyện nhạc thành cũng kinh ngạc một thực kiếm quyết cường hãn tới loại tình trạng này quả thực đã đáng sợ hiện ở nói như vậy nhạc thành cũng cảm thấy hối hận buồn thả xích ngào tuyết tu tiên diệt ma kiếm quyết lợi hại như thế nếu tin tức tiết lộ ra ngoài cả tiên ma giới sẽ tìm chính mình gây phiền phức chính đã kiếm quyết này ta căn bản không thể mở ra nhạc thành bất đắc dĩ nói nếu kiếm quyết lợi hại như thế chính mình nhất định phải tu luyện bột phèn mới được hiện tại tiên đạo Điền minh cùng ma đạo liên minh cũng treo tưởng mười vạn linh phẩm tinh thạch chủ tiền diệt mà kiếm quyết như vậy thì giá trị mười vạn tinh phẩm linh thạch nhỏ nhỏ làm sao có thể mua được nhưng đây đều là truyền thuyết mà thôi cũng không biết là thật hay giả Bất quá truyền thuyết cũng không đồn vô căn cứ đâu. Chúc mừng chủ nhân lại đạt được cơ duyên như thế. Chủ tiền diệt mạc kiếm quyết nếu là của viễn cổ đại năng sáng chế tự nhiên chính là người có duyên. Chủ nhân chiếm được sẽ có cơ hội mở ra. Lăng lễ nói Có rảnh nghiên cứu đi. Hiện tại chúng ta đi ra ngoài. Sau đó nghĩ biện pháp từ truyền tống trận đến hạo thiền môn mới rồi nói sau. tăng thanh nhìn mọi người rồi nói Chủ nhân tinh thạch tinh phẩm có một vạn cũng đủ rồi. Đến lúc đó chúng ta liền tiến vào bên trong hạo thiên tháp truyền tống trận có thể kiểm tra nhưng hạo thiên tháp là thần khí truyền tống trận không thể kiểm tra được làng lễ cười cười nói một vạn linh phẩm tinh thạch như vậy là đủ rồi nhạc thành nói bên trong chữ vật giới chỉ của cực sắc đạo nhân nhạc thành có được mấy ngàn linh phẩm tinh thạch còn có chữ vật giới chỉ của đám người dương trạch hoàng tiêu bạch mì đạo nhân nhạc thành cũng thu hoạch được không ít mấy người này đều là tán tu trên người căn bản không có bao nhiêu Chúng ta đi thôi, mê vụ tùng lâm này chúng ta cũng không cần ở lại. Làng lễ cất tiếng nói, hiện tại mê vụ tùng lâm đã có không ít cường giả đi vào. Thu thập xong hết thảy, làng lễ hóa thành một trùng điền hán tử, bạn biến thiên ma vẫn như cũ, vốn không có người nhận ra bạn biến thiên ma. Mà diễn ma biến hóa thành bộ giáng đại xong, điều này làm cho nhạc thành cũng phải bất đắc dĩ không thôi. Về phần thu ma biến hóa thành một lão giả, so với bộ dáng của hắn hoàn toàn tương phản. Nếu không phải Nhạc Thành cùng tất cả mọi người quen thuộc, thật sự không biết biến ra cái gì nữa. Mà Nhạc thanh cũng không cần biến hóa, dù sao tiên ba giới bây giờ chưa có bao nhiêu người biết đến bản thân của hắn. Ba ngày sau ở một chỗ trong trường cây, hai địa tiên trung kỳ cẩn thận ở tại trong trường cây. Lô đạo hữu, người nói cực sắc đạo nhân có phải bỏ chạy hay không, mấy tháng nay cũng không có tin tức gì. Bên trái là một tán tù cất tiếng nói. Có lẽ là như vậy, chúng ta cũng quên đi ở nơi này nguy hiểm vô cùng, không cần mất mạng ở trong này. Bên phải một tán tù có tiếng nói, đi chết đi, các người để mạng lại. Một tiếng cười xuất hiện, sau đó hai đạo hào quang bạo lực xông ra. Vạn biến thiên ma cùng diễm ba xuất hiện ở phía sau hai người kia. Mà tên địa tiên còn có chưa phục hồi tinh thần lại, nguyên thần tiền bị phản biến thiên ma cùng diễm ma đánh chết. Chủ nhân, hai tên tán tù này nghèo quá, tiền khí đều đã hạ phẩm cả diễm ma đem hai cái chữ vật nhẫn giao cho nhạc thành chính đang ra tay mới chiếm được mấy bách linh phẩm tinh thạch điều này làm cho diễm ma cũng buồn bực không thôi tán tù đều là những kẻ nghèo trên người các ngươi không giống như vậy sao nhạc thành nhìn diễm ma cười nói chúng đều là hiện tại như vậy cả đây là diễm ma không có lời nào để nói mấy tên tán tù này đều nghèo cả trên người tài liệu luyện chế một món tiền khí cũng không có quên đi kế tiếp chúng ta động thổ tìm tiên đạo liên minh cũng ma đạo liên minh nào nhạc thành cất tiếng nói trên người của đám tán tu đều không có thu hoạch được gì chủ nhân bên trái chúng ta có bốn người của tiên đạo liên minh thực lực cực mạnh chính là la thiên thượng tiên trung kỳ còn có một tên là la thiên thượng tiên sơ kỳ còn có hai tên là thiên tiên sơ kỳ lăng lẫy nhìn nhạc thành rồi nói động thủ đi chúng ta chỉ có một vạn linh phẩm tinh thạch dùng vào truyền tống trận ngoài ra không còn tinh thạch thêm nữa đâu nhạc thành nói xong diệt đám tiền đạo liên minh cùng ma đạo liên minh nhạc thành cũng không bận tâm gì hết ta đối phó với một tên là thiền thượng tiền trung kỳ cùng một tên địa tiền sơ kỳ diệm mà đối phó với là thiền thượng tiền sơ kỳ thú ma thiền mà các người đối phó với tiền địa tiền sơ kỳ tộc chiến tộc thắng không thể kinh động nhóm người phụ cận được Làng lễ nhìn đám người diệm mà rồi phần phó yên tâm đi không thành vấn đề diệm mà mà thú nói ra nhạc thanh mỉm cười ba ngày này đã đánh chết không ít tán tu nhưng thu hoạch rất ít. Hiện tại Nhạc Thành hướng về phía tiên đạo liên minh hoặc là ma đạo liên bình xuống tay. Người của hai liên minh này giàu có hơn, cho dù là tiên khí trong tay cầm đi bán cũng đáng giá hơn. Một lát sau, bên trái mọi người xuất hiện bốn đạo thần ảnh. Người có thực lực cao nhất là một đạo giả là thiền thượng tiền trung kỳ. Bọn họ chờ mấy người này đến đánh chết, nhưng bốn người này cũng thật không ngờ. Nếu có người đối phó với tiền đạo liên minh đánh chết, thì chính là bốn người này thực lực mặc dù cũng không yếu, nhưng lang lễ cùng với diễm ma ra tay bốn người này toàn bộ bị đánh chết mà những thứ thu hoạch được làm cho nhạc thanh mỉm cười thu hoạch của bốn người này còn hơn cả trong khoảng thời gian ăn nở mê vụ tùng lâm mọi người đi ra ngoài cũng không đóng này đi nhanh có thể khiến cho người ta chú ý dù sao cũng không có gấp cứ như vậy tới ngày thứ bảy mọi người thu hoạch cũng không ít còn chiếm được một ít tinh thạch thiền phẩm ngày thứ bảy ở một chỗ khe sâu nhạc thành cùng lang lễ năm người diễm ma bất đắc dĩ nở nụ cười bởi vì lúc này sáu người bọn họ bị mười tán tu ma đạo vây ở trong hạp cốc bọn họ ngày thường vẫn còn tìm con bồi hiện tại là bị người biến mình trở thành con bồi nhưng cũng không thể trách người khác bởi vì sáu người bọn họ thực lực thủ liễm địa ma mà thôi ngay cả thanh đồng cùng nhạc thành tu điện phản biến ma công cũng có thể thi triển một ít ma khí thoạt nhìn giống như là ma đạo tán tu mà hiện tại mười người này có hai đạo giả thực lực cực mạnh là La Thiên Đại Ma Trung Kỳ, còn có ba La Thiên Đại Sơ Kỳ. Còn lại năm người, trong đó hai hồng y trung điên hán tử là Địa Ma Hậu Kỳ, còn ba người cuối cùng đều là Thiên Ma Trung Kỳ. Mười người này thực lực chỉnh thể cũng không yếu, nằm là Thiên Đại Ma coi như là cường giả rồi. Chủ nhân, hai là Thiên Đại Ma Trung Kỳ, bên trái là tên Phi Thiên Ma Bành Phách, bên phải một người tên là Tố Toàn Địa Ma Bành Ngọc. Hai người này là hai huynh đệ, đều là hạng người tầm hoàn thủ lạt. Diễm Ma nhìn Nhạc Thành rồi nói, Giao ra chữ vật đây, xem ra đều là ma môn tán tu, ta thả cho các người một mạng. Trong lúc Diễm Ma đang nói, lão giả bên trái nhìn bọn người Nhạc Thành rồi quát, nữ nhân này thì lưu lại, người khác giao ra chữ vật nhẫn liền cút đi. Bên phải, địa ma bành ngọc nói ra, các mắt đã bắn ra quảng mạng bốn phía nhìn Diễm Ma. Diễm Ma mặc dù thay đổi dùng mạo, nhưng có bộ dáng của đại song tuyệt sắc dễ thương. Bành ngọc bành phách, các người lưu lại chữ vật giới chỉ liền cút đi đi bằng không các ngươi muốn trốn cũng không kịp rồi diễm ma nói lớn hai người này dám đem chú ý lên trên người của nàng nếu bình thường đã sớm trù diệt rồi người là ai người biết huynh đệ chúng ta sao nghe được diễm ma nói vậy sắc mặt của hai người đầy hồ nghi nhanh rào ra chữ vật giới chỉ sau đó liền cút ngay diễm ma trách mắng địa ma hậu kỳ nho nhỏ mà thôi hùng hằng càn quấy như thế nữ nhân này thật đúng là tầm ngoan thủ linh. một hán tử mà các y trưởng bảo đi đến hai mắt nhìn chăm chú vào diễm ma rồi nói thích, bản mà trước tiên cùng người chơi đùa một chút. Hắn tự nói xong, liền ta ta cười nhìn về phía diễm ma. Diễm ma lúc này thủ điểm địa ma hậu kỳ tu vi mà thôi. Hắn tự này chính là, là tiền đại ma sơ kỳ, tự nhiên không đem diễm ma trong mắt. Như thế nàng là một tuyệt sắc mỹ tử, hắn tự nhiên là tìm đến thôi. Diễm ma dễ thường cười, liền nhắm hắn tử đánh tới. Trong mắt mỹ thái mười phần, cầu hồn phách hắn tử. Diễm ma lúc này cũng đã muốn làm cho hắn tử này hãm xuống rồi cùng bàn ma chơi đùa đi, bàn ma nhất định sẽ không bạc đãi người đâu. Hắn tự cười đến hướng về phía diễm ma ôm tới, hắn bị diễm ma bay ra ảo cảnh mê hoặc. Lúc này trong mắt của hắn nhìn thấy chính là diễm ma cùng hắn yêu thương dùng nhớ mà thôi. Đi chết đi. Nhưng vào thời điểm này, thủ ấn trong tay diễm ma biến hóa, vì kiếm màu đỏ nháy mắt liền bạo lược phóng ra. Cẩn thận, bành ngọc cùng bành phách sắc mặt đại biến, bọn họ đã sớm cảm thấy được có chút gì đó không đúng. Lúc này, Diễm Ma triển lộ ra khí thức bọn hắn mới biết được, đối diện chính là đà thiền đại mà hậu kỳ, còn mạnh hơn bọn họ rất nhiều. Mà trung thiên hán tử này, ngay tại công kích của Diễm Ma tới trước người của hắn mới hồi phục tinh thần lại. Sang mặt nhất thời liền trắng bệch mà khi quanh thân cuồn cuộn, thân hình nháy mắt liền bạo lui. Đây là hán tử thực lực vốn kém hơn Diễm Ma, lại bị rơi vào trong tay của Diễm Ma thì làm sao mà thoát được. Kiếm quang màu đỏ bạo lược lao đến, chỉ thấy hán tử này nhất thời bị hồng mang đảo qua. Nhưng vào lúc này, trên người hắn tử kia vang lên một âm thanh thành thúy, trường bào trên người vỡ tan, thân hình bằng một bộ hộ thần bảo giáp màu đen cứu được hắn một mạng. Hộ thần bảo giáp này đã ngăn chặn được một kích của diễm ma, nhưng thân hình của hắn cũng bị đẩy đùi trên tràm thước, miệng máu tươi phun ra. Thì ra đây là thượng phẩm hộ thần bảo giáp, thật là không sai, làm bốn. Sau khi nhìn thấy hộ thần bảo giáp trên người của hắn tử, diễm ma mỉm cười, trong tay pháp quyết biến hóa thân ảnh cháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Mọi người cùng nhau ngăn lại nữ nhân này. Bành Ngọc Bành Phách nhìn hai tên La Thiên Đại Ma sơ kỳ rồi nói, đối phương là La Thiên Đại Ma hậu kỳ, lúc này chỉ đã có thể liên thủ mới có thể ngăn cản được rồi. Bốn đại thần ảnh dựng lên, đồng thời pháp quyết đánh ra, trong tay một mảnh quang hòa bạo dũng hướng về phía diễm mà công kích tới. Thực lực của các người quá thấp, trong lúc bốn người vừa mới ra tay, thân ảnh của lang lệ biến mất ngay tại chỗ thời điểm thân ảnh xuất hiện, lang lệ đã biến hóa thành bản thể, lợi trào nhằm vào tên là thiên đại ma sơ kỳ, trực tiếp xuyên thấu qua. Tên là thiên đại ma này sau mặt tái nhợt, trong ánh mắt vô cùng khủng hoảng, hắn cũng thật không ngờ đối phương thực lực khủng bố như thế. Nguyên thần ngay lập tức chạy trốn, mà kể thế nào nếu điều lại được nguyên thần thì cũng giữ lại được một mạng. Ở ờ, lại đi, lang lệ thần sắc lạnh lùng trong miệng phun ra một ngọn lửa nóng cháy nháy mắt đem nguyên thần của hắn tử vây khốn chỉ nghe xèo xèo mấy tiếng một tiếng kêu thảm thiết vang lên nguyên thần người này ở trong hỏa diễm chậm rãi bị thiêu đốt thành tro tàn là vô thượng thiên yêu cường giả mọi người chạy mau bành ngọc nhìn thấy như vậy lúc này chẳng quan tâm đến diễm ma nữa một diễm ma đã cho bọn hắn thảm rồi nay lại xuất hiện vô thượng thiên yêu bọn họ căn bản không là đối thủ bọn họ cũng không biết ở mê vụ tùng lâm còn có vô thượng thiên yêu cường giả tương đương với đại la kim tiên hoặc gặp phải loại cường giả này chính là cực nhỏ Tại mê vụ tủng lâm, bọn họ ra tay cướp giật. Với thực lực của năm là thiên đại ma, luôn luôn không thất thủ. Nhưng ngày hôm nay lại đụng phải cường giả mạnh như vậy. Còn muốn trốn sao, lưu lại hết đi. Diễm bà quát lạnh, phát quyết trong tay đánh ra. Trường kiếm trong tay hóa thành một mảnh quang hòa. Vạn đạo bóng kiếm trực tiếp đem bành ngọc bành phách vây ở trong đó. Mà hai huynh đệ bành ngọc bành phách đều tự thúc giục tiền khí pháp bảo đối kháng. Hai người liên thủ chống lại diễm ma. Đi chết đi. Chính vào thời điểm này, ba thiên ma trung kỳ cùng với hai địa ma hậu kỳ cũng đánh về phía nhạc thành thanh đồng và đám người thú ma hỗn đản các người cũng muốn chết lấy ta khi dễ hay sao thú ma rít gào một tiếng trực tiếp gọi ra xích ma hùng mãng xích ma hùng mãng có thực lực có thể đối kháng với la thiên đại yêu trung kỳ thực lực còn hơn cả thú ma hiện tại thú ma tu vi dường như là cũng chỉ có thiên ma đỉnh phong mà thôi còn chưa có đột phá là thiền đại ma Sigma hùng hăng hơn một ngàn thước đánh về phía một tên thiên ma trùng kỳ, trực tiếp há mồm đem tên thiên ma trùng kỳ nuốt xuống. Bản thân con mạnh thú là Sigma hùng mãng chạy mau. Đúng lúc này còn lại bốn người nhất thời biến sắc mặt, Sigma hùng mãng thực lực bọn họ đều rõ, làm sao còn dám công kích đám người nhạc thành nữa. Nhưng thu ma và vạn biến thiên ma cũng không để cho bọn họ đào thoát dễ dàng như vậy. Thu ma cùng vạn biến thiên ma ngăn cản một tên, nhạc thành cùng thanh đồng cũng ngăn cản một tên. Chuyện được cập nhật sớm nhất vào lúc 11 giờ và 19 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Lúc này Lăng Lễ ra tay đánh chết một tên là Tiền Đại Ma Sơ Kỳ. Tên hắn tử này bị Diễm Ma đánh cho thương tích đang muốn chạy trốn, lại bị ngọn lửa lang Lễ trực tiếp bao vây. Làng Lễ liều lại hộ thần bảo giáp đừng có phá hủy. Diễm Ma là lớn, thực lực của lang Lễ có thể dễ dàng phá hủy hộ thần bảo giáp kia, nhưng bảo giáp này năng hiện tại rất vừa ý được rồi, bảo giáp lưu lại cho ngươi. Làng đệ nói, mấy năm nay, làng đệ cùng diễm ma, thú ma, đám người bạn biến thiền ma, quan hệ cũng được. Làng đệ ở trước mặt thú ma, diễm ma, cũng không có ra vẻ vô thượng thiên yêu. Đi chết đi. Diễm ma cũng lời động thủ. Sau khi pháp quyết thúc giục, thiền là ma võng trong tay bao phủ về viết bành ngọc bành phách. Thiền là ma võng, ngươi là thanh dương lão ma. Bành ngọc thật sắc đại biến, sau khi nhìn thấy thiền là ma võng, tưởng rằng là thanh dương lão ma đến. Hắn biết thiền là ma võng là bảo vật của thanh dương lão ma. Lão ma sớm đã chết rồi, các người có thể đi tìm hắn rồi. Diễm ma kẻ thét lên, pháp quyết trong tay biến hóa, mây đen tràn ngập. Thiền là ma võng đem hai người này bao phủ tại trong đó. Đồng thời hai người này điên cuồng thúc giục pháp bảo, nhưng cũng vô pháp đối kháng thiền là ma võng trói buộc. Chỉ một lát thời gian mà khí ngập trời cuồn cuộn tụ tập đến, đem ngay hai người này vây khốn ở trong đó, lúc này làng đế dễ dàng đánh chết một tên là thiên đại ma sơ kỳ, sau đó lấy một hộ thần bảo giáp về phần hán tử kia nhìn hình thần câu diệt. Nhạc Thành ngăn cản một tên đại ma hậu kỳ. Tên địa ma hậu kỳ này thực lực mạnh hơn Nhạc Thành không ít. Chủ nhân, giao cho ta đi. Làng đế sau khi đánh chết hán tử kia, nhìn thấy hai tên là thiên đại ma trung kỳ cũng bị giữa ma vây khốn. Hắn đi đến trước người của Nhạc Thành rồi nói. Không, người để cho ta. Nhạc Thành nhìn tên Hồng Y trung Điền hán tử, thực lực địa ma hậu kỳ. Vừa lúc ấy, tên này thí nghiệm lực lượng của chính mình. Sau khi tới tiền ma giới, hắn cũng chưa có chân chính đồng thủ, cũng không biết thực lực của chính mình như thế nào đây. Vâng, thưa chủ nhân, thân ảnh của năng để lui ra phía sau, nhìn chăm chú chung quanh. Thu mà cùng vạn biến tiền ma, cố thành vệ, đều tự ứng phó một đối thủ cũng không thành vấn đề. Còn thanh đồng dưới sự trợ giúp của xích ma hùng mãng, cũng đã đánh chết một tên hán tử Hồng Y tu vi địa ma hậu kỳ. Quay mắt nhìn về phía Hồng Y hán tử đang đối đầu với Nhạc Thành, tên này sắc mặt tái nhợt, hai mắt hoảng sợ nhìn chung quanh. Hắn cũng không nghĩ tới mấy người này đều che giấu thực lực, hiện tại gặp phải phiền toái to rồi. Từ vị đạo hữu, xem ra tất cả mọi người đều là ma đạo tán tu, ca cười tha cho ta đi, chúng ta có mắt không trọng. Tên hồng y hán tử lúc này cũng không dám đồng thủ, bắt đầu cầu xin tha thứ có thể thả người, nhưng người phải đánh bại ta. Người thắng, ta có thể thả người đi. Nhạc thanh nhìn hán tử kia nói. Nhạc thanh trong lòng đã biết tu vi của chính mình thế nào. Hắn ở huyền thiên nội địa đột phá địa thiên cũng 8-9 năm thời gian rồi. Chỉ đã ở hạo thiên tháp 5 năm, chẳng các gì đã bên ngoài tu luyện trăm năm. Chính mình thực lực bây giờ là địa tiên sơ kỳ đỉnh phong, đối phương là địa ma hậu kỳ, kém cũng vẫn rất mạnh. Nhưng trong người mình còn có tam vị trần hỏa có thiên phú công kích cùng phòng lùi xí còn có pháp bảo bảo mệnh hắn cũng biết hôm nay thực lực của chính mình đến tột cùng đạt tới trình độ gì đạo hữu nói là thật sao tên hồng y hán tử nhìn nhạc thành rồi hỏi có lẽ đây là sinh cơ cuối cùng của hắn đương nhiên là thật điều kiện tiên quyết là người phải thắng ta nhạc thành trả lời thần niệm bắt đầu dùng âm dương kiếm sau đó nhìn về phía tên địa ma hậu kỳ lúc này nhạc thành cũng không nắm chắc có thể chiến thắng tên này nhiều nhất cũng chỉ bảo mệnh mà thôi. Tốt lắm, ta không khách khí nữa. Hồng Y Hán Tử cũng vô pháp xác định đối phương nói thật hay là giả. Nhưng dưới loại tình huống này, hắn cũng không có lựa chọn nào khác. Bản thân của hắn dường như đã đưa ra được quyết định cho mình. Lời của tên Hắc Y Hán Tử vừa dứt, từng đạo pháp quyết trong tay biến hóa. Cùng lúc đó, hai tay quỷ dị biến thành lục sắc. Kinh mạch huyết nhục trên trong đó rõ ràng có thể thấy được cuồn cuộn không dứt. Theo hai tay của hắn tràn ra, trong khoảnh khắc bao phủ toàn bộ trong vòng lục sắc. Đây là ma công gì? Có điểm tà dị như vậy. Lúc này Diễm Ma cũng đánh chết hai huynh đệ Bành Ngọc. Sau khi nhìn Hồng Y Hán Tử, vẻ mặt ngừng trọng nói. Ma công này mang theo tà khí, chủ nhân không biết có thể đối kháng được hay không. Thu Ma cùng vạn biến thiên ma cũng đánh chết đối thủ của mình. Nhìn thấy Hồng Y Hán Tử kia có ma công tà dị, mọi người cũng đều có kinh nghiệm phong phú, tự nhiên là biết lợi hại. Nhìn thấy khí tức quỷ dị cũng biết ma công này nhất định có chỗ bất phàm, không phải ma công bình thường đâu. Đây là u quỷ quái bí quyết, tù luyện giả hàng năm ở tại âm hàn quỷ quái tù luyện. Công pháp này cay độc tuyệt luân, có thể nói ma công vô thượng công pháp. Làng đệ kinh ngạc thở nhẹ mà nói, cảm giác được ký tức trên thân của đối phương. Lúc này nhạc thành cũng có chút kinh ngạc, tên hồng y hán tử này cũng không đơn giản gì. Có thể cùng la thiên đại ma ở cùng một chỗ, tự nhiên cũng có chỗ hơn người chỉ thấy tên hồng y hán tử cả người bị lục sắc khí hoàn che khuất toàn toàn mọi người ngẩng đầu nhìn lên trên hư không chỉ thấy một mảnh lục sắc mây hình thành ở trên không trung giữa không trung mây vụ tùng lâm sương bù thật dày rạng rỡ tả quang thành thế kinh người hướng về phía nhạc thành trùm tới chà mà công này thực tà ác nhạc thành kinh ngạc di lên một tiếng tự hồ có chút kinh ngạc tân hình nhất thời bố trí kìm lòng thân thể phòng lối xí sau lưng mở rộng quanh thân một mảnh thanh mang tràn ngập âm dương kiếm cũng trôi nổi ở tại trên không trung nhìn thấy kim long thân thể cùng phong đồi xí trên người của nhạc thành tên hồng y hán tử tựa hồ có chút kinh ngạc ở tiền ma giới có người luyện chế bảo giáp cùng pháp bảo có cánh cũng không thiếu nhưng hồng y hán tử chưa từng thấy qua loại pháp bảo tiên khí này tựa hồ không giống như tế luyện tiên khí pháp bảo bình thường nhưng đợi cho mặc lục sắc tầng mây bay vút lên tên hồng y hán tử sắc mặt hồi phục bình tĩnh mười ngón tay đột nhiên nổ bắn ra hắc mang hắc mang ngừng tụ hắc quang trong đó ẩn chứa âm u khí quỷ dày đặc nhạc thành sắc mặt trầm xuống thoạt nhìn khi âm u dày đặc bá đạo tựa hồ là có vô kiên bất tội còn hơn đoạt hồn chỉ sắc bén của hắn nhạc thành thân hình bạo lui chỉ nhọn này khí thế rào rạt hắn tránh đi thì tốt hơn phong lôi di sau lưng xuất ra một đạo ảo ảnh cả thân hình biến mất ngay tại chỗ nhưng vào lúc này thân hình nhạc thành bạo lui mười ngón tên hồng y hán tử nổ bắn ra hắc mang cả người hắn bay vút đi cả người tựa như là một con mãnh thú phi hành vậy thân ảnh nhanh mắt biến hóa tên hồng y hán tử tốc độ cũng không chậm thân ảnh đuổi theo nhạc thành lúc hai người sắp tới gần nhau tên hồng y hán tử trong tay hắc ám mũi nhọn nổ bắn ra mười trượng khắp nơi lập tức truyền đến sát khí nhất thời thanh đồng cùng với thú ma mọi người vạn biến thiên ma đều cảm thấy làn da dày đặc mơ hồ có cảm giác muốn thối đuôi làng lễ, người này là địa ma hậu kỳ, chủ nhân mới là địa tiên sơ kỳ mà thôi, người xem chủ nhân có thể đối kháng tên này hay không. Diễm Ma có chút lo lắng nói, dù sao hiện tại Nhạc Thành mới là địa tiên sơ kỳ tu vi mà thôi, tu vi còn kém quá xa. Ta cũng không biết, nhưng chủ nhân có thần khí, với thực lực địa tiên ta cũng muốn biết thực lực chủ nhân bây giờ như thế nào. Làng lễ cười nói, nhưng cũng không lo lắng như Diễm Ma. Nhưng đúng lúc này, mười đạo chỉ tà khí cực kỳ quỷ dị đã tới trước người của Nhạc Thành. Nhạc Thành sắc mặt trầm xuống. Chỉ này, uy lực chính là địa ma hậu kỳ di truyền ra. Lực công kích không thể đối kháng được. Biến hóa hàng vạn hàng nghìn. Nhạc Thành pháp quyết đánh ra. Âm dương kiếm chia ra làm chín. Chín thành âm dương kiếm lại phân hóa. Sau đó, ở trên không trung hóa thành hàng vạn đạo trường kiếm. Kiếm quang ngăn cản ở trước người. Bóng kiếm bắn ra. Không gian chung quanh lắc lư không dứt, đồng thời từng cái khe không gian trực tiếp xé rách, phì phò thở ra một mảng điện quang hỏa thạch cuồng bạo quét tán ra máu kiếm như bị ngàn cân áp chế mười đạo chỉ quỷ dị bạo lược kiếm tưởng của nhạc thành chỉ là kiên trì được một lát bắt đầu sụp đổ từng tiếng động truyền ra từng bóng kiếm gãy lìa ra lúc này thần hình nhạc thành bị đẩy lui ra sau vài trăm thước mặc dù cản trở mười đạo chỉ của đối phương nhưng cơ thể nhạc thành không tốt huyết khí cuồn cuộn thiếu chút nữa máu tươi phun ra tên hồng y hán tử thực lực còn mạnh hơn so với tưởng tượng của nhạc thành nhiều chủ nhân bằng thực lực của ngươi không phải là đối thủ của tên này. Lăng lễ mặc dù ở xa xa, nhưng xem thực lực nhạc thành còn kém nhiều, không phải là đối thủ của tên hán tử này. Lúc này một chỉ biển ăn trở, tên hồng y hán tử tựa hồ cũng không có đắc ý. Trong tay pháp quyết biến hóa, trên không trung cuồn cuộn lục sắc quỷ dị hướng về phía đối phương mà áp chế xuống. Hồng y hán tử ngưng tụ ra lục sắc tầng mây tới gần nhạc thành. Một trận kịch liệt quay cuồng, cả lục sắc tầng mây ngưng tụ thành một con mãnh thú quỷ dị. Con mãnh thú này có con mắt thật lớn màu xanh biếc, thân thể lục sắc, thân thể nó cũng giống như thú ma, thường xuyên biến thành yêu thú. Nhưng nó có mấy trăm cây râu lại rất dài, sau đó hướng về phía Nhạc Thành chộp tới. Người nhanh đến đây đi. Nhạc Thành hừ nhạm một tiếng, trong lòng tự nhiên biết con mãnh thú xuất hiện ở trước mặt mình là do đối phương tu luyện tả khí ngưng tụ mà thành. Đi. Lúc này Nhạc Thành lại đánh ra pháp quyết, ám ảnh kiếm phóng ra, tam đạo kim sắc lưu quang hóa thành ba đầu cự thú đó là toàn nghề cự thú viễn cổ cự hổ và viễn cổ cự giả. ba đầu cự thú rít gào lao lên sau đó đánh về mạnh thú lục sắc bốn đầu cự thú dây dưa cùng một chỗ thân hình liên tục va chạm vào nhau mạnh thú trên người đầy râu bị xe rách đứt đoạn nhưng bởi vì đều không phải là con vật thực tế mà là do hồng y hán tử dùng tà ký ngưng tụ thành sau đó kỳ râu vừa đứt lại hóa thành lục sắc không khí một lần nữa trở về thần thể mạnh thú còn ba đầu cự thú do nhạc thành dùng ám ảnh kiếm hóa thành lúc này cũng chậm rãi uể oải ba đầu cự thú cũng vô pháp đối kháng mãnh thú khủng bố kia đồng thời tại nơi thân thể mãnh thú nổ bắn ra hào quang màu xanh biếc tựa như từng đạo kim thép vậy hướng về phía ba đầu cự thú phóng tới lúc này ba đầu cự thú biến mất ám ảnh kiếm nhạc thành cũng rơi trên mặt đất ám ảnh kiếm ở tiền ba giới mà nói cũng không tính là thứ gì tốt <laughs> phá cho ta liên tục bị quản chế Nhạc Thành trong lòng cũng không tốt cho lắm. Tuy nó rằng muốn thử một chút thực lực của chính mình mà thôi. Nhưng lúc này bị áp chế như vậy, Nhạc Thành tâm cao khí ngạo, tự nhiên trong lòng khó chịu vô cùng. Nhạc thanh lúc này hừ lạnh một tiếng, lòng lần áo giáp trên người, đột nhiên nổ bắn ra, kìm quang đầy trời. Đồng thời ngọn lửa nhất thời bao phủ ở phạm vi mấy ngàn thước, cực nóng vô cùng. Lúc này trong không gian nhất thời xèo xèo vang ra. Ngọn lửa nhanh mắt liền thổi quét ra. Hồng y hán tử kêu lên một tiếng đau đớn, sau đó, Lục Sắc Ta khí mạnh mạnh trở về trong tay Hồng Y Hán Tử. Lúc này Hồng Y Hán Tử có chút chật vật, thân thể có vẻ bị thương rất nặng. Nhạc Thành thu hồi tam vị chân hỏa, xem ra uy lực tam vị chân hỏa thật là mạnh mẽ. Lúc này đám người đang lễ cũng có chút kinh ngạc, chủ nhân có tam vị chân hỏa lợi hại hơn trong tưởng tượng của tất cả bọn họ rất là nhiều. Lúc này tên Hồng Y Hán Tử sắc mặt biến hóa, đối với Nhạc Thành cũng có cảnh giác hơn, thân ảnh dựng lên không biết khi nào trong tay thì bắt đầu xuất hiện một cái viên cầu màu đen quỷ dị. Viên cầu này đến bằng bàn tay, quay tròn hướng về phía nhạc thành. Sau đó viên cầu màu đen bay ra hết sức, tạo nên một cỗ gió xoáy, đồng thời ma khí ngập trời đem nhạc thành áp chế ở giữa không trung. Trong nhánh mắt, viên cầu màu đen bay tới với tốc độ rất nhanh, sau đó ma khí ngập trời nổ bắn ra. Lúc này nhạc thành hoàn toàn bị một cỗ ma khí ngập trời bao trùm. Vòng chi không gian. Nhưng vào lúc này, Nhạc Thành nhìn thấy công kích của tên hồng y hán tử lợi hại, hắn cũng không dám khinh thường, gọi ra hảo thiên tháp. Lúc này không gian chung quanh nhất thời biến hóa, cuồng phong ngập trời mà khí căn bản không thể đến gần Nhạc Thành được. Lúc này ma khí ngập trời nổ bắn ra, mấy làn hắc quang, hắc quang sầu kín bạo bắn, cùng cuồng phong dây dưa, sau đó bắn tới trước mặt của Nhạc Thành. Nhạc Thành trong lòng nhất thời kinh hãi, hắc cầu quỷ dị nếu có thể xuyên thấu phong chi không gian hạo thiên tháp. Lúc này Nhạc Thành như lâm vào đại địch, sắc mặt ngưng trọng hẳn lên. Bởi vì hắc mang này cổ quái, bên trong nó còn có tinh thần công kích, lúc nào cũng muốn nhân cơ hội len lén vào trong óc của nhạc thành. Tựa như sóng nước bình thường, hắc mang không ngừng công kích lác lư. Đồng thời nhạc thành hừ lạnh trong lòng một tiếng, thần đông đỉnh ở trong đầu tràn ngập ra vạn trượng quang mang. Lúc này hắc mang bị quang mang thần đông đỉnh chiếu xuống, hóa thành cho tàn. Một tiếng di vang lên, nhạc thành tuy rằng tiêu hao không ít pháp lực nhưng thần niệm cũng không có tổn hại hắn có thần đông đỉnh trấn thủ ở trong đầu thần niệm công kích bình thường có thể công kích được sao sau đó tân ảnh hán tử từ thiên ma hắc khí nháy mắt xuất hiện ở trước người của nhạc thành mang theo một cỗ ma khí ngập trời đem nhạc thành cắn nuốt hết lúc này nhạc thành hoảng sợ thực lực địa ma hậu kỳ quả thật là mạnh mẽ địa ma địa tiên tù vi mỗi một kỳ cách xa nhau cực kỳ lớn bị ma khí ngập trời vây ở bên trong quanh thân của nhạc thành kim long thân thể nhất thời bị vô số hắc mang quấn quanh lúc này hắc mang giống như là mặc phải kim long thân thể vậy kim long thân thể bị ma khí quấn quanh nhất thời điện ảm đạm vô cùng chủ nhân cẩn thận lúc này đám người diễm ma đã vì nhạc thành đứng lên tên hồng y hán tử tự hồ đã dùng toàn lực rồi nhưng vào lúc này bên trong hắc mang một đạo quang mang chói mắt tràn ngập ra thiên địa cũng kịch liệt chấn động trên không trung sương bù thật dày xuất hiện một đạo quang mang chói mắt trực tiếp xuyên thấu qua mê vụ tùng lâm chiếu rọi ra ngoài làng lễ diễm ma thú ma mạn biến thiên ma thanh đồng lúc này đều cảm giác được sâu trong linh hồn một cỗ tìm đập nhanh hơn đây là thiên đạo thần thông chủ nhân thi triển thiên đạo thần thông làng lễ sợ hãi thầm than sau đó nhìn vào một mảng quang mang chói mắt hai mắt đã tràn ngập nóng cháy bên trong mà khí thật dày chỉ thấy quanh thân của nhạc thành một cỗ quang mang thật lớn chiếu rọi hào quang chậm rãi xoay chuyển một cỗ lực đường hủy thiên diệt địa từ từ khởi động trong lúc đó nhắc đầy cả thiên địa càn khôn vào bên trong chỉ nghe ầm ầm mấy tiếng cả công gian chấn động trong phút chốc tiêu tán lúc này mấy đèn ma khí thật dày chung quanh cùng hồng y hán tử vô ảnh vô tùng biến mất đây là cái thần thông gì quá lợi hại làng lễ năm người diễm ma vô cùng sợ hãi đồng thời đám người đang lễ cũng trầm xuống. Trong lúc đó, kim mang trên người nhạc thành tiêu tán, càng gây uể oải rơi xuống mặt đất. Chủ nhân, làng lấy dẫn đầu tới bên người của nhạc thành. Chủ nhân, người có làm sao không? Diễm mà thú mà cất tiếng hỏi. Không có việc gì đâu, chỉ có tiêu hào hết pháp lực mà thôi. Chúng ta rời đi thôi, nơi này động tĩnh quá lớn, chỉ sợ thu hút cường giả tới đây rồi. Làng đệ nói. Làng đệ ôm lấy nhạc thành, nhất thời mọi người biến mất ngay tại chỗ không thấy đâu nữa. Một lát sau giữa không trung, lục tục có hơn 10 đạo thân ảnh đi tới. Nơi này động tĩnh thật lớn, đã sớm làm kinh động người của tiên ma giới rồi. Mọi người tại chung quanh tìm tòi một lát, chỉ thấy được một đống hỗn độn, chắc là do có cường giả đại chiến. Một số người có tu vi thấp, cũng không dám chọc tới phiền toái, sau đó vội vàng rời đi. Mà lúc này Nhạc Thành cũng ở trong một chỗ sơn động, hai ngày mới tỉnh lại. Cảm giác pháp được trong cơ thể không khỏi cười khổ hắn cũng không nghĩ tới thần thông kia uy lực thật là lớn nhưng tiêu hào cũng quá dọa người nếu đối chiến cho dù chính mình đánh chết đối thủ chỉ sợ cũng không tốt lão ba người tỉnh lại rồi sao thanh đồng nhìn thấy nhạc thành đã tỉnh cao hứng không thôi chủ nhân người đánh chết một địa mà hậu kỳ là do thi triển thần thông lực lượng sao làng lễ cùng mọi người nhìn thấy nhạc thành thi triển thần thông địa tiền sơ kỳ trù sát địa ma hậu kỳ điều này làm cho đám người làng lễ kinh ngạc không thôi Đúng vậy, cứ xem là như vậy đi. Nhạc Thành nói ra, nhưng thần thông này Nhạc Thành về sau cũng không dám tùy tiện sử dụng. Uy lực mặc dù thật lớn, nhưng tiêu hao còn ăn không tiêu. Đối với thần thông này, Nhạc Thành cũng kinh ngạc. Từ khi đột phá địa tiên, chính trong đầu của mình có thần thông này giống như là tự nhiên khắc vào trong đầu vậy. Đột phá tới địa tiên cảnh giới, trong đầu của Nhạc Thành cũng có thể hiểu được một ít tồn tại. Ở huyền thiên nội địa tu luyện, Nhạc Thành đều là nước chảy thành sông, tu luyện bình thường căn bản không cần hiểu đạo pháp tới địa tiền chỉ cảnh nhạc thành nhất định phải hiểu được đạo đạo mới là tu luyện căn bản nhất mà ở trong đầu kia có lời dẫn thần thông nhạc thành cũng không có hiểu được thấu đáo chỉ hiểu được một chút gia lông bên ngoài mà thôi thần thông kia tựa hồ có quan hệ không gian mà trùng hợp là nhạc thành đối với hảo thiên tháp không gian lực lượng có hiểu biết nhất định cho nên liền thuận buồm xuôi gió chính là hiểu được cũng rất là có tám chín năm thời gian thần thông kia hiểu được xa lông mà thôi, cũng chưa hiểu được đạo, cho nên nhạc thành vài năm nay chưa có đột phá. Chủ nhân, thần thông kia chủ nhân về sau không cần tùy tiện thi triển ra, tiêu hào pháp lực quá lớn, chủ nhân hiện tại tựa hồ không có cách nào tự khống chế. Lăng để nhìn nhạc thành rồi nói. Nhạc thành cười khổ một chút, cái này về hắn cũng không dám tùy tiện sử dụng. Bật quá, đối với uy lực thần thông kia, Nhạc Thành cũng hưng phấn vô cùng. Nếu chính mình có thể hoàn toàn lĩnh ngộ uy lực tựa hồ còn hơn cả hảo thiên tháp cùng thần đông đỉnh rồi. Đối với giao thủ lần này, Nhạc Thành cũng biết thực lực của mình. Chính mình có âm dương kiếm cùng ám ảnh kiếm, hiện tại cũng chỉ là hạ phẩm tiên khí. Cho dù là đồng cấp tu vi đối kháng với nhau, cũng không chiếm được tiện nghi. Nếu có cơ hội, kiếm lên một hai kiện tiền khí mới được. Lần này giao thủ, Nhạc Thành cũng biết điểm mấu chốt thực lực. Chính mình dựa vào tam vị chân hỏa, có thể đối phó với địa tiên hoặc địa ma trung kỳ nếu có thể thông qua thần đông đỉnh thi triển ba vị chân hỏa uy lực lại tăng vọt lên dù sao tam vị chân hỏa này vốn là vật của thần đông đỉnh ở bên trong thần đông đỉnh tam vị chân hỏa có thể phát huy ra uy lực cực mạnh đến lúc đó còn có hảo thiên tháp đủ để đối phó địa thiên cùng địa ma hậu kỳ rồi về phần lần này không sử dụng thần đông cùng hảo thiên tháp cũng chỉ sử dụng tam vị chân hỏa cùng phong chi không gian hảo thiên tháp nhạc thành sở khiến cho người ta chú ý nếu xuất động hạo thiên tháp cùng thần đông đỉnh lộ ra thì thật là phiền toái. Tất cả mọi người nghỉ ngơi một chút rồi đi, ta cần điều tức vài ngày. Nhạc thành nhìn mọi người nói, lần này chính mình tiêu hao quá lớn, không có ba năm, ngày khôi phục thì không có được. Lập tức nhạc thành bắt đầu điều tức đi, chậm rãi khôi phục pháp nguyên trong cơ thể. Làng lễ cùng đám người diễm ma cũng bắt đầu điều tức, nếu đi ra ngoài bê vụ tùng lâm cũng không cần mấy ngày thời gian. Năm ngày sau, Nhạc Thành chậm rãi thở ra một ngụm trọc khí. Năm ngày điều tức mới khôi phục pháp lực tiêu hào. Thần thông kia tiêu hào quá nhiều. Mà lúc này Nhạc Thành tâm tư lại đặt ở thần thông kia. Thần thông này giống như là một khối lưu lại trong đầu. Mấy năm tìm hiểu, Nhạc Thành tĩnh hội cũng chỉ một chút xa lông bên ngoài mà thôi. Nhạc Thành trong lòng suy nghĩ, địa tiên ở tiền ma giới không biết có bao nhiêu người. Thần thông bọn hắn có phải là giống mình hay không? Mấy vấn đề này ở đột phá địa tiên có một ít nghi vấn lưu lại trong lòng của nhạc thành mà vấn đề này lang lễ cũng không biết đúng rồi chủ tiền diệt mà kiếm quyết kia kia Nhờ tới chủ tiền diệt mà kiếm quyết hắn còn chưa có xem qua nhạc thành bắt đầu từ trong chữ vật giới chỉ lấy ra một cái ngọc giản ngọc giản này rất mỏng giống như là một khối ngọc điệp bình thường mặt trên có chút vết rách hẳn là do dấu vết thời gian chủ tiền diệt mà kiếm quyết chẳng lẽ không thể tu luyện Nhạc Thanh cầm ngọc giản bắt đầu thưởng thức, thần điểm pháp lực máu huyết, hết thảy thủ đoạn đều thử dùng qua, nhưng không thể mở ngọc giản ra. Chẳng lẽ không phải trù Tiên diệt ma kiếm quyết là giả sao? Nhạc Thanh không thể không nghĩ như vậy. Dựa theo nguyên thần trí nhớ cực sắc đạo nhân, Nhạc Thanh biết ngọc giản này là do cực sắc đạo nhân 10 năm trước trong lúc vô ý ở một chỗ cổ di tích tiền ma giới đoạt được, sau lại bị người ta phát giác, liền một đường chạy trốn. Suốt mười năm thời gian, cực sắc đạo nhân cũng không có mở ra ngọc giản này. Có lẽ không phải là giả. Nhạc Thành có chút hoài nghi, Chu Tiên diệt mà kiếm quyết, xem ra là một cái truyền thuyết. Truyền thuyết cũng không có khả năng toàn bộ là thật. Có giả cũng là bình thường, nhưng nếu giả lại bị chính mình đụng phải. Nghĩ vậy, ngọc giản hơn phân nửa là giả. Nhạc Thành nghĩ thầm không bằng đem cực sắc đạo nhân giao cho ma đạo liên minh. Khi đó chính mình có thể là được 12 phản linh phẩm tinh thạch. Càng nghĩ càng giận, Nhạc Thành trực tiếp đem ngọc giản vất ở trên mặt đất. Nhìn thấy đám người lang lễ còn đang điều tức, liền bắt đầu tìm hiểu thần thông trong đầu. Lúc này thần thông kia giống như là một mầm mống. Ở trong đầu Nhạc Thành chậm rãi nảy mầm, sớm hay muộn, hóa thành một đại thụ che trời. Ở mầm mống này, Nhạc Thành bắt đầu cảm ngộ các loại đạo pháp ảo diệu. Cái gọi là đạo chính là diễn biến trừ thiên vạn vật bắt đầu. Trừ thiên vạn vật linh hoa, hóa sinh diễn biến, vô cực sinh thái cực, nhị nghi thành tứ tượng, chư bàn diệu pháp cũng ở đạo bản tâm cũng có ở trong thiền địa vạn vật giai đạo đạo cùng vạn vật tìm hiểu khởi đầu thần thông đến nhạc thành liền có chút hư say như đại tâm thần đều tiến nhập vào trong một thế giới đạo pháp đạo pháp tự nhiên xem thiền chỉ đạo chấp thiên hành trình tẫn hĩ nhân pháp địa địa pháp thiên thiên pháp đạo đạo pháp tự nhiên đạo pháp giả nhân không vì địa nãi toàn an pháp địa cũng địa không vì thiên nãi toàn tái, pháp thiền cũng. Thiền không vì đạo, nãi toàn phúc, pháp đạo cũng. Đạo không vi tự nhiên, nãi nảy tính, pháp tự nhiên cũng. Pháp tự nhiên giả, ở phương pháp, ở viên mà pháp viên, cho tự nhiên vô vi, tự nhiên giả, vô dưng, cùng cực chỉ cực. Đạo pháp tự nhiên, thiên cố tư yên, thiền pháp trò đạo, địa cố tắc yên, địa pháp cho thiền, nhân cố tượng yên. Đạo pháp tự nhiên sao có chuyện thuận phi phàm, nghịch vì tiên, hết thảy tự nhiên tại sao tiền lại nói tù tiền đều là kịch thiên mà đi vào lúc này mình mình trùng trùng xuất hiện một đạo linh quang nhạc thành tựa hồ nghĩ đến cái gì không đúng cái này không đúng nhạc thành đĩnh ngộ đạo mà lúc này quanh thân của nhạc thành phát ra một đạo kim màng trói mắt kim mang này đem nhạc thành bao phủ ở bên trong đó nhạc thành vừa mới vất ngọc giản trên đất nháy mắt lên ở trên mặt đất nhảy lên hóa thành một đạo quang mang trói mắt tiến nhập ấn đường của nhạc thành thời hồng hoang huyền hoàng cảnh lại ở nhân gian ngũ hành độ ba nghìn năm hàm quan làm phép đạo hỗn độn ngũ hành nắm giữ ban thưởng người tru tiên diệt mà bí quyết thuận nghịch vì đạo một tiếng sấm sét ở trong đầu nhạc thành vang lên một mảng kim quang chói mắt khuếch tán thần niệm của nhạc thành lúc này nhanh chóng được rửa tội kim quang khuếch tán ra một cỗ tin tức khổng lồ ở trong đầu nhạc thành dung nhập từng đạo gợn sóng ở trong đầu nhạc thành tràn ngập ra từng đạo gợn sóng này giống như là từng đạo vạn diệu chi môn bên trong bao hàm nhiều điều huyền diệu nhạc thanh nhất thời hấp dẫn không thể tự kiềm chế Trù tiên diệt mà kiếm quyết đây mới thật sự là trụ tiên diệt mà kiếm quyết nhạc thanh hưng phấn vô cùng chuyện được cập nhật sớm nhất vào lúc 11 giờ và 19 giờ hàng ngày trên kênh youtube tuấn anh studio từng đạo vạn diệu chi môn chính là trù tiên diệt mà kiếm quyết mà hiện tại đang chờ hắn cảm ngộ đây là thiên đại cơ duyên Chủ nhân làm sao vậy? Lúc này trong sơn động, một mảnh kim quang tràn ngập, hơi thở mạnh mẽ vô cùng, liên tiếp làm cho lang lễ cảm giác e ngại. Chủ nhân chiếm được đại cơ duyên, chúng ta không thể quấy rầy. Lang lễ ở chung quanh bày ra một đạo cấm chế, miễn cho kim quang bốn phía khiến cho cường giả phụ cận chú ý. Thời gian nhạc thành đắm chìm tại đây, chủ tiền diệt mạc kiếm quyết chớp mắt chính là 10 năm thời gian. Mà giờ phút này, trong đầu của nhạc thành, ngoài dấu vết thần thông, còn có ngọc giản kia tồn tại đàn điền của nhạc thành kim đan hảo quang bốn phía mười loại bi văn khuếch tán và quyền cuồng bạo quay chung quanh kim đan không ngừng xoay tròn không ngừng vận chuyển đàn điền nhạc thành như có tiếng sấm sét nổ vang cả đan điền pháp nguyên đều dâng lên cảnh tượng vạn mã tề bôn kim đan khí lưu trít cào dường như có một đạo kim khí mở ra ngày sau đó kim khí tiết ra ngoài một đạo kim mang ngay tại bên ngoài cơ thể của nhạc thành nứt toát ra nhưng vào lúc này trong hư không một đạo thân ảnh kim sắc mơ hồ như ẩn như hiện. Chỉ thấy thân ảnh này thật là lớn, lập tức lẩm bẩm nói. Phòng ấn hàng tỷ năm, thần diệt thần bất diệt, sư đệ, hết thảy đều ở kiếp số, lần này phải nhờ vào chính ngươi rồi. Tiếng vang ầm ầm vang lên, sau khi tiếng đổ vang lên, nếu không có cấm chế của lang đệ sân đồng này bị chấn sụp đổ rồi. Chúc mừng chủ nhân đột phá tới tiền tiền sơ kỳ. Làng để thu hồi cấm chế, mọi người lúc này đều có vẻ mặt kinh hãi. Nhạc Thành với năm thời gian đột phá tới thiên tiên sơ kỳ, không biết hắn rốt cuộc chiếm được cơ duyên gì đây. <laughs> thì ra là thế, thì ra là thế. Nhạc Thành cười to hẳn lên. Mười năm thời gian trôi qua, cuối cùng hắn tìm hiểu Chu Tiên Diệt Ma Kiếm Quyết cũng có chút thành tựu. Nghe được Nhạc Thành cười lớn, làng lễ cùng mọi người đều đưa mắt nhìn nhau. Thanh Đồng nhịn không được hỏi: Phụ thân à, người phát lên cười cái gì? Làm sao đến như vậy? Không có gì, chính là nghĩ thông suốt một vấn đề mà thôi. Nhạc Thành phục hồi tinh thần, lại cười nói. Thì ra Chu Tiên Diệt Ma Kiếm Quyết tồn tại. Hiện tại Nhạc Thành cũng biết, Chu Tiên Diệt Ma Kiếm Quyết không phải dựa vào pháp lực, nguyên thần, máu huyết, mà nhờ vào cởi bỏ. Chu Tiên Diệt Ma Kiếm Quyết này, mặc dù là một thức kiếm quyết thôi, nhưng trong đó ẩn chứa đại đạo tồn tại. Loại đạo này cùng thần thông ấn ký trong đầu không giống nhau. Chúng ta đi ra ngoài đi. Nhạc Thành nhìn mọi người nói, lần này thu hoạch chính là không ít mười năm thời gian đột phá tới thiền tiền cảnh giới, hoàn toàn dựa vào chu tiên diệt mà kiếm quyết trợ giúp. Chính mình tinh quang hiện ra, ngộ đạo không ít. Thứ đạo này thật đúng là huyền diệu khó giải thích. Tuy nói là hiện tại đều là địa tiên chi cảnh. Nhạc thành đối với đạo vẫn chưa hiểu rõ hết, còn không dám nói chính mình hết đạo. Thời Hồng Hoàng phá huyền hoàng cảnh, ở nhân gian ngũ hành, độ ba nghìn năm thăng thiên, làm quan, làm phép đạo thường minh, hỗn độn ngũ hành nắm giữ, ban thưởng người trù tiên diệt mà bí quyết, thuận vị vì đạo. Nhạc Thành còn nhớ tới một đoạn trù tiên diệt mà kiếm quyết này, không biết là ai lưu lại, nhưng hắn tìm hiểu, đạo hạnh không đủ, cũng tìm hiểu không được gì, nhưng có thể khẳng định chính do một vị cường giả lưu lại đây. Chủ nhân, 10 năm thời gian đột phá tới thiền tiền chỉ cảnh, chẳng lẽ bởi vì trù tiên diệt mà kiếm quyết kia sao? Mọi người sau khi rời khỏi sơn động, thú ma nhịn không được mà cất tiếng hỏi. Cứ xem là như vậy đi, chính là cơ duyên càng thêm ít. Nếu muốn đột phá, phải dựa vào chính mình cố gắng tu luyện mới được. Nhạc Thanh chậm chậm nói. Mười năm nay, đột phá tới thiên thiên chi cảnh. Nhạc thành trong lòng rõ ràng nhất, hoàn toàn là bởi vì tru tiên diệt mà kiếm quyết. Chính mình lĩnh ngộ kiếm quyết, có thể trực tiếp trợ giúp đột phá. Nhạc thành mơ hồ có thể cảm thấy Ngọc Sản còn có bí mật khác. Nhưng hiện tại, công vô pháp lĩnh ngộ đến, cũng chỉ có thể từng bước tu luyện mà thôi. Bên trong bê vụ tùng lâm, mười năm thời gian có rất ít người đến mười năm thời gian tin tức cực sắc đạo nhân mọi người cũng đều tin tưởng cực sắc đạo nhân nhất định là chạy khỏi mê vụ tùng lâm rồi nếu không có tin tức cực sắc đạo nhân hơn nữa mê vụ tùng lâm này nguy hiểm trùng điệp ai cũng không muốn ở lại bên trong lúc này có sáu đạo thân ảnh từ bên trong mê vụ tùng lâm đi ra đông đã năm người nhạc thành sau khi đi ra mê vụ tùng lâm sáu người hướng về phía cực nhạc thành thái hoa sơn mà đi thế nhưng phạm vi Thái Hòa Sơn hơn 10.000 dặm, chính là nơi náo nhiệt nhất của cực nhạc thành. Chủ nhân, Thái Hòa Sơn chính là nơi của đại la Kim Tiên Xích Xích Thành Chủ, lần trước Xích cạo Tuyết chính là nữ nhân của hắn đấy. Truyền thống trận ngay tại Thái Hòa Sơn, chúng ta muốn đi hảo thiền môn, phải đi đến truyền thống trận Thái Hòa Sơn mới được. Lăng lễ nhìn nhạc thành rồi nói, hảo thiền môn ở địa phương nào? Nhạc thành nhìn lăng lễ rồi hỏi, hảo thiền môn chính là ở phía đông Thanh Hoa Thành, chính lão chủ nhân cùng với Thanh Hòa Thành thành chủ đổ thắng một chỗ đình sơn. Ừ, sau đó chủ nhân ở chỗ này sáng lập ra hạo thiên môn đấy. Làng lễ nói. Một đường phi hành, hai tháng sau, mọi người mới tới Thái Hoa Sơn. Thái Hoa Sơn phạm vi hơn vạn dặm. Bởi vì cực nhạc thành thành chủ chính là chủ nhân của Thái Hoa Sơn. Cho nên chung quanh Thái Hoa Sơn kiến thiết thành đại thành. Một toàn đại thành so với là cả huyền tiên nội lục còn lớn hơn nhiều. Thái Hoa Sơn cũng vô cùng náo nhiệt. Tiền mà hai phe đều không thể tương dung, nhưng Nhạc Thành xem ra cũng là quan hệ ích lợi mà thôi. Hiện tại trên đường đều có người của ma đạo, cũng không tới người của tiền đạo. Tại Thái Hoa Sơn, năm người Nhạc Thành tìm một chỗ đặt chân, chuẩn bị nghỉ ngơi một ngày, sau đó đi truyền tống trận đến Thanh Hoa Thành. Lúc ở mây vụ tùng lâm thu hoạch được một chút, Nhạc Thành trên thân cũng có không ít tinh thạch. Hiện tại Nhạc Thành trên người có hơn hai vạn linh phẩm tinh thạch. Tiền phẩm tinh thạch cũng có 6 khối, tương đương với 6.000 linh phẩm tinh thạch. Còn hạ phẩm cùng một ít trung phẩm tiền khí Nhạc Thành cùng với Diễm Ma cũng không có cần đến, cho nên tính toán tìm chỗ ngồi bán đi. Cũng có thể là tìm mấy vạn linh phẩm tinh thạch cho mình. Lần trước ở mê vụ Tùng Lâm, có làng lễ, mọi người đánh chết không ít là thiền đại ma, nhưng đều là tán tu cả, cho nên thu hoạch cũng không lớn. Sau lại đánh chết người của tiên đạo liên minh mới có một ít thu hoạch thôi. Mọi người tới Thái Hoa Sơn, xong người Nhạc Thành từ tụ bảo tông đi ra, áp bảo cướp được ở mê vụ Tùng Lâm toàn bộ bán đi, Diễm ma cò kèm mặc cả, cuối cùng bán được 3 vạn linh phẩm tinh thạch. Cái giá này coi như là ổn định rồi. Dù sao chỉ có vài món trùng phẩm tiền khí mà thôi, đại bộ phận đều là hạ phẩm tiền khí. Mua bán về tiền khí, loại chuyện này ở tiền ma giới cũng bình thường thôi. Tiền ma giới vô biên vô tận, tiền ma đông đảo tự nhiên có sinh ý có thể làm được. Nhạc Thành vừa mới ở tụ bảo tông, tụ bảo tông tráng lệ, bên trong có bán tiền khí thượng hạng, còn có luyện chế tài liệu tiền khí thượng hạng. Có một thanh trường kiếm tiền khí thượng hạng, Nhạc Thành nhìn thoáng qua giá là một vạn tiền phẩm linh thạch, cũng là một triệu tinh phẩm linh thạch. Nhất thời làm cho Nhạc Thành trợn mắt, tiền khí thượng hạng quý giá như thế, không biết tiền khí cao nhất bán giá bao nhiêu đây. Hạo tiên tháp nếu lấy ra bán, không biết có thể bán bao nhiêu tinh thạch đây. Nhưng đối với Hạo tiên tháp, Nhạc Thành tự nhiên sẽ không bán, nói giỡn sao chứ. Thượng cổ thần khí trừ phi người là tử tử ngốc, mà ngốc tử thì cũng không bán đi, đây chính là bảo vật vô giá cơ mà. Sư Thái, người xem sáu người kia có hai người giống như những người mười năm trước ở mê vụ tùng lâm trong lúc đám người nhạc thành rời khỏi tụ bảo tông có người đưa ánh mắt nhìn đám người nhạc thành tỏ ra nghi hoặc hỏi không sai chính là sáu người kia sự thái chúng ta ngăn bọn hắn lại hay không một trung niên hán tử đạo bào cất tiếng nói sau người kia lần trước đánh chết người của tiền đạo điền minh hiện tại chỉ còn có ba người lần này nhất định không thể buông tha một người mặc đạo bào màu tím cầm trong tay phất trần rồi nói chủ nhân chúng ta sợ là không ổn rồi có người tìm chúng ta gây phiền toái nhưng thực lực còn chưa đủ không có gì đáng lo lắng hết lăng lễ nhẹ giọng cất tiếng nói có thật không thực lực không đủ sao vậy chúng ta đi về trước rồi nói sau nhạc thành nhẹ giọng nói ra các người đứng lại nhạc thành không nghĩ phiền toái sẽ tìm tới cửa nhưng vào lúc này tổng cộng có thêm mười lăm đạo thần ảnh đang ngăn ở trước người của nhạc thành trong những người này có hơn phần nửa nhạc thành đều biết ở mê vụ tùng lâm có một la thiên thượng tiên sơ kỳ phụ nhân nhạc thành nhớ rõ gọi là diệt mà sử thái lúc trước ở mê vụ tùng lâm tiếp chốn nữa là động thủ không ghi tới tại thái hoa sơn gặp lại những người này các người ngăn chúng ta lại làm gì thu ma thần sắc trầm xuống nhìn hơi mười người trước mặt mà hỏi các người còn nhớ ta không mười năm trước ở mê vụ tùng lâm mà người các ngươi đánh chết người của tiên đạo liên minh hiện tại các ngươi nên đền mạng đi diệt ma sử thái nhìn vào nhạc thành cùng thanh đồng mạn biến thiên ma rồi nói bởi vì lăng lễ thú ma diễn ma biến hóa diệt ma sử thái đối với ba người không có quen thuộc tự nhiên là nhận không ra còn tưởng rằng cũng chỉ có ba người nhạc thành lão yêu bà người tốt nhất là mau cút đi nếu không ta không khách sáo đâu Lăng lễ thản nhiên nói hảo hùng hằng cản quấy nếu dám nhục mạ sử thái hôm nay ta tru giết các ngươi Lăng lễ vừa nói xong phía sau diệt ma sử thái một tên thiên tiên trung kỳ hán tử trong tay đánh trong một đạo quang hoa bổ về phía của lang lễ hiện tại lang lễ sử dụng vạn biến ma công tù vì vô thượng thiền yêu hậu kỳ đỉnh phong che giấu đến địa ma hậu kỳ mà thôi từng được địa ma hậu kỳ tiền tiền thiền trùng kỳ hán tử tự nhiên không để vào trong mắt ở đây còn có không ít người hắn muốn hiền lộ thực lực của mình như vậy hắn ra tay xuất thủ